Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp được phát sóng trên kênh truyền hình Thông Tấn. Trong chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trong giai đoạn khó khăn hiện nay khi hàng hóa bị tồn kho nhiều thì doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu thiệt hại lớn hơn cả. Thị phần tiêu thụ cạnh tranh ngày càng quyết liệt, vốn tự có không nhiều và các ngân hàng thì càng không mặn mà cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay trong giai đoạn này. Rất cần có một sự sẻ chia từ các ngân hàng để các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, bởi số lượng các doanh nghiệp này rất lớn và đang giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Hiện nay Việt Nam đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình với sự thay đổi trong cơ cấu nguồn vốn ODA, điều đòi hỏi một chiến lược sử dụng nguồn vốn này có hiệu quả hơn. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên truyền hình Thông Tấn đã có cuộc phỏng vấn với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh về định hướng sử dụng vốn ODA của Việt Nam hiện nay. Trong sách trắng quốc phòng năm 2012 công bố ngày hôm nay 31 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã bày tỏ quan ngại trước hoạt động của tàu hải quân Trung Quốc đang xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn trên Thái Bình Dương. Ngoài ra, sách trắng quốc phòng năm 2012 của Nhật Bản cũng đề cập tới vấn đề Triều Tiên và quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật Bản. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Syria vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu, ngày 30 tháng 7, Mỹ tuyên bố tăng cường hỗ trợ cho phe đối lập tại Syria. Mỹ cũng cho biết nước này và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí hợp tác nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển giao chính trị tại Syria. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020 với mục tiêu đến năm 2015 có 40-45% hộ gia đình có điện thoại cố định, tỷ lệ người sử dụng Internet chiếm từ 40-45% dân số và đến năm 2020 tỷ lệ này đạt 55-60%. Theo quy hoạch, thời gian tới sẽ cơ cấu lại thị trường viễn thông trên cơ sở tổ chức lại các doanh nghiệp viễn thông, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước hoạt động không hiệu quả, theo hướng cho phép chuyển giao, mua bán, sáp nhập các doanh nghiệp viễn thông nhằm hình thành 3-4 tập đoàn, tổng công ty mạnh, hoạt động theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa trên cơ sở sử dụng hiệu quả hạ tầng cơ sở, nguồn lực và tài nguyên viễn thông. Bên cạnh đó, sẽ đẩy mạnh việc phát triển truy cập băng thông rộng đến từng hộ gia đình trên cơ sở ưu tiên phát triển mạng truy cập hữu tuyến, cáp đồng, cáp quang, mở rộng vùng phủ sóng và nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3, 3G, nhằm cung cấp khả năng truy cập băng rộng vô tuyến cho cá nhân mọi lúc mọi nơi. Một trong những giải pháp về tổ chức để thực hiện quy hoạch nói trên là hoàn thành việc tái cấu trúc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Viễn thông Quân đội. Kính thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn khó khăn hiện nay, khi hàng hóa bị tồn kho nhiều thì doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu nhiều thiệt hại lớn hơn cả. Thị phần tiêu thụ cạnh tranh ngày càng quyết liệt, vốn tự có không nhiều và các ngân hàng thì càng không mặn mà cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay trong giai đoạn này. Rất cần một sự sẻ chia từ các ngân hàng để các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, bởi số lượng các doanh nghiệp này rất lớn và đang giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Mặc dù mức tăng trưởng khá cao, nhưng từ đầu năm đến nay, không ít các doanh nghiệp trong ngành chế biến gỗ vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất. 50% số các doanh nghiệp tại một số tỉnh trọng điểm xuất khẩu gỗ như Đắk Lắk, Gia Lai, Bình Định lâm vào khó khăn. 30% doanh nghiệp kinh doanh hòa vốn và khoảng 15% doanh nghiệp có lợi nhuận ở mức thấp. Đây cũng là thực trạng chung của nhiều doanh nghiệp ngành gỗ tại thành phố Hồ Chí Minh. Khó khăn chồng khó khăn khi các doanh nghiệp này vẫn không tiếp cận được với nguồn vốn lãi suất thấp theo chỉ đạo của ngân hàng nhà nước. Những cái khó khăn về quản lý, những khó khăn về thị trường, thực ra đấy các doanh nghiệp Việt Nam đều có khả năng vượt qua. Nhưng riêng cái khó khăn về lãi suất trong thực tế không có một doanh nghiệp nào vượt nổi cái mức này, trừ những doanh nghiệp có một cái nguồn tài chính mạnh, có nghĩa là gì? Có nghĩa là không phải vay vốn ngân hàng. Một cái dòng chuỗi của cái doanh nghiệp là dòng chuỗi liên tục, nó không thể là ngưng. Trước đây tôi giai anh Tư 20-30% một năm, nó cũng là chúng tôi cũng giao cho sản xuất mà, và vì rơi vào thời điểm đó anh cao mà, bây giờ anh xuống thấp thì anh cũng phải cho tôi giai để tôi trả cái cao này chứ, bây giờ anh cũng ngưng luôn rồi, anh đòi hỏi một số các thủ tục quá nhiều thì chúng tôi không trả được cái này thì xem như chúng tôi bị đình trệ. Theo chỉ thị của ngân hàng nhà nước, không chỉ lãi vay mới đã giảm mà với các khoản nợ cũ cũng được hạ về mức 15%, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận tín dụng. Tuy nhiên, trong khi nhiều ngân hàng thừa tiền, doanh nghiệp khát vốn, thì sự kết nối giữa doanh nghiệp và ngân hàng vẫn chưa xuôi chèo mát mái. Một trong những nguyên nhân của sự ứ đọng này là các điều kiện cho vay của ngân hàng vẫn còn khắt khe. Doanh nghiệp còn phản ánh rằng khi mình đi vào,
tiếp cận ngân hàng thì gặp các cái chủ trương chính sách hồ sơ vay vốn của ngân hàng rất là khó. Thứ nhất là tài sản thế chấp, cái thứ hai là phương án hoạt động lành mạnh, tài chánh lành mạnh. Nhưng mà nếu mà những cái doanh nghiệp mà nó có tài sản thế chấp, có phương án hoạt động lành mạnh, uy tín bấy lâu nay thì trái lại mấy doanh nghiệp đó nó chẳng có phải là doanh nghiệp khó khăn. Nhiều chuyên gia cho rằng hiện đã có sự kết nối giữa doanh nghiệp và ngân hàng. Không ít các doanh nghiệp đã tận dụng được nguồn tín dụng từ ngân hàng để ổn định sản xuất. Nhưng con số trên 26.000 doanh nghiệp Việt Nam giải thể và ngừng hoạt động trong 6 tháng đầu năm chứng tỏ vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp cần sự chia sẻ của ngân hàng. Tuy nhiên phải nhìn nhận rằng ngân hàng cũng là doanh nghiệp nên vẫn phải đặt mục tiêu an toàn và lợi nhuận lên hàng đầu. Thống kê cái cơ sở khách hàng tại ngân hàng Exim Bank của chúng tôi đó thì cái lượng tồn kho là hết sức là lớn. Thống kê cho thấy có một cái tỷ lệ là vay một đồng thì hàng tồn kho đến 2 đồng. Và cái tỷ lệ trong hàng tồn kho đó thì cái loại hàng hóa vật tư nguyên vật liệu luân chuyển bình thường là 27%. Còn lại 73% hầu như là không luân chuyển được. Và đó chính là nguyên nhân chính cho cái tình hình nợ quá hạn và nợ xấu trong hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên nếu ngân hàng cứ thực hiện tất cả các điều khoản, thủ tục đặt ra, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ phá sản. Trong khi đó, mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp là mối quan hệ hữu cơ. Do đó, việc chia sẻ nhiều hơn với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay, nên được các ngân hàng thương mại nhìn nhận rõ ràng hơn. Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA là nguồn lực quan trọng đối với Việt Nam, đặc biệt trong quá trình hoàn thiện lĩnh vực cơ sở hạ tầng của đất nước. Hiện nay, Việt Nam đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình với sự thay đổi cơ cấu nguồn vốn ODA. Điều này đòi hỏi chiến lược sử dụng nguồn vốn này có hiệu quả hơn. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, thì phóng viên truyền hình Thông Tấn đã có cuộc phỏng vấn với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh về việc định hướng sử dụng vốn ODA của Việt Nam hiện nay. Thưa Bộ trưởng, thời gian qua thì nhiều công trình dự án ODA chậm giải ngân khiến chúng ta không tận dụng được tốt nguồn lực này. Xin Bộ trưởng cho biết đâu là nguyên nhân của tình trạng này. Việt Nam là một trong nước được đánh giá là sử dụng ODA có hiệu quả, điều đầu tiên ta khẳng định. Tuy nhiên, Việt Nam có một cái hạn chế, đó là vấn đề tiến độ giải ngân vốn ODA chậm so với nhiều quốc gia khác. Những cái nguyên nhân chủ yếu mà dẫn đến cái giải ngân chậm ở Việt Nam là gì? Cái điều thứ nhất là cái thiếu vốn đối ứng. Thường thì các dự án ODA thì họ cho ta 100 đồng thì chúng ta phải bỏ ra của chúng ta khoảng 20 đồng. Bình quân là 80-20, tỷ lệ chung là như thế. Có thể các dự án khác nhau, quốc gia khác nhau thì cái tỷ lệ này có thể cao thấp khác nhau. Bình quân chung. Nếu như cho nên những cái dự án về kết cấu tầng lớn như là cái đường cao tốc của chúng ta hoặc là các đường quốc lộ 1 của chúng ta, những cái dự án lên tới khoảng độ hàng 2-3 tỷ đô la Mỹ. Nếu 3 tỷ đô la Mỹ thì chúng ta đã phải đối với một số lượng vốn rất lớn, 20% của cái 3 tỷ đô la Mỹ là rất lớn. Nguyên nhân thứ hai của chúng ta đó là vấn đề giải phóng mặt bằng. Giải phóng mặt bằng ở Việt Nam là rất gian nan. Để làm những con đường cao tốc, để làm những dự án lớn, tất những dự án hạ tầng kết cấu tầng lớn đều chiếm dụng đất rất lớn. Cho nên là cái việc giải phóng mặt bằng của các dự án ở trung ương những địa phương là vấp phải cái chuyện là giá đền bù nó không thống nhất, năm này thay đổi, năm sau thay đổi. Cho nên có nhiều dự án kéo dài. Cái vấn đề thứ ba đây nữa là nguyên nhân chúng tôi đánh giá là cái năng lực, cái điều hành của các cái ban quản lý dự án. Các cái ban quản lý dự án ở các địa phương rồi các trung ương thì thường là, nhất là địa phương thì hay thay đổi. Nếu chúng ta mà không có năng lực thì cái xử lý quản lý làm rất là chậm. Khi Việt Nam chuyển sang là nước có thu nhập trung bình thì cái cơ cấu nguồn vốn ODA có thay đổi như thế nào? Từ năm 2010 đấy, thì Việt Nam đã công bố là Việt Nam đã có cái mức thu nhập bình quân đầu người trên 1.000 đô la Mỹ và như vậy được thế giới xếp vào cái nước mà có cái thu nhập ở mức trung bình của thế giới. Thì các nước và các tổ chức tế đã chính thức làm việc với Việt Nam với Bộ Kế đầu tư để giảm cái cấp ODA của Việt Nam và để chuyển cái này cho các nước nghèo khác, nghèo hơn Việt Nam. Thứ hai là trong cái cơ cấu mà họ cho Việt Nam vay thì cái phần vay ưu đãi sẽ giảm đi rất mạnh và thay vào đó là những cái khoản vay thương mại với lãi suất cao hơn. Cho nên đây là vấn đề chúng ta phải rất cân nhắc khi mà vay vốn sử dụng ODA trong thời gian tới. Đừng nghĩ rằng là chạy nhiều vốn ODA là tốt, mà vấn đề là cần ở đâu, cần như thế nào thì mới vay, và vay thì phải trả, và vay bây giờ không còn vay ưu đãi mà là vay lãi suất cao. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang có những cái giải pháp nào để nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA? Trong cái thời điểm hiện nay khi mà
cái đầu tư công giảm sút, thì cái việc là quan tâm để tăng cường được cái sử dụng hiệu quả hơn nữa nguồn vốn ODA là một trong những cái vấn đề rất quan tâm của Bộ Kế đầu tư nói riêng và của Chính phủ nói chung. Và Chính phủ thì chỉ đạo rất quyết liệt cái việc này. Cái đầu tiên là chúng ta hoàn thiện lại cái khung khổ pháp lý để quản lý và sử dụng vốn ODA. Thì cho đến ngày hôm nay, Bộ Kế đầu tư đã cùng với các bộ ngành và các cơ quan và các tổ chức quốc tế đã đánh giá, xem xét và nhiều lần sửa đổi về Nghị định 131 về quản lý để làm sao chúng ta quản lý, phân bổ, sử dụng nó hiệu quả hơn. Vấn đề thứ hai là tìm mọi cách để giải quyết về cái nguồn lực để đối ứng. Thì Bộ Kế đầu tư đã được giao cùng với các bộ khác bàn thảo với các cơ quan như mà cung cấp ODA cho chúng ta để xem có cái cách nào có thể gỡ giúp đỡ cho Việt Nam không. Trong cái nguồn lực của nhà nước bố trí thì chúng ta phải đưa ra cái ưu tiên cho cái vốn ngân sách để cho cái đối ứng ODA. Cái vấn đề thứ hai ở đây đó là vấn đề giải phóng mặt bằng. Thì trong cái nghị quyết của Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ phát triển ấy, thì đã nói rõ là tới này chúng ta đồng thời với sửa luật đất đai, chúng ta sẽ phải sửa và sẽ hình thành một cái cơ chế để chúng ta làm sao để có thể là có cơ chế riêng cho cái chính sách về đền bù giải phóng bằng đối với những công trình hạ tầng quan trọng nhất của đất nước. Vấn đề thứ ba đó là vấn đề nâng cao cái năng lực quản lý của các cái ban quản lý đó, thì phải đào tạo ổn định, phải có những, thậm chí là đang đưa ra mẫu hình có những cái địa phương là người ta đưa ra là cả tỉnh làm một cái ban quản lý thôi để mang tính chuyên nghiệp hóa đi, thì nó mới có thể là làm nhanh được. Vâng, xin cảm ơn Bộ trưởng.